Ok nhá, hello các bác và xin kính chào tới toàn thể quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của M2 Audio các bác nhé. Đấy, trong buổi ngày hôm nay thì cửa hàng bên M2 Audio xin giới thiệu đến cho toàn thể tất cả các bác và anh em nhà mình một cái dòng cục đẩy, phải nói với các bác rằng là thực tế với các bác rằng nghe ở ngoài thì nó rất là phê. Nó rất là phê luôn anh em nhá. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cục đẩy là PO, đấy, một trong những dòng thương hiệu của Đức các bác nhé. Đó, và con này thì nó sản xuất là mạch Class H, đấy, làm theo thương hiệu mạch của B3. Ok cho anh em. Và dòng này thì em nói thật với các bác rằng là đây, biến áp rất là lớn luôn. Con này biến áp tầm 20 phân. Ok cho anh em. Và ở đây thì nó là cục đẩy 4 kênh các bác nhá. Đấy, ở đây thì có mấy cục thôi, hình như là 4-5 cục gì đấy. Nó về với cái lô đẩy kia. Thì con này nó là đẩy 4 kênh này, 4 kênh và 600W trên một kênh 8 ohm. Đó, ok cho anh em. Thì hoàn toàn các bác có thể là đánh được ở trong gia đình nhà mình. Cái loa này thì các bác ưu tiên các bác đánh full 40 nhá. À full 30, 40. Đấy, full 30, 40 các bác đánh đều tốt nhá. À, đánh đều tốt, đánh tiếng rất là ok. Đấy, con này thì thực tế với các bác là B3 thì cái một khuôn mạch của B3 thì cái chất lượng công suất của nó thì thực tế với các bác rằng là không chê được đâu. Đó, và đặc biệt là khi nó đã có công suất tốt rồi thì nó khai thác những cái dòng gì ạ, những cái dòng loa nó cũng rất là tuyệt vời. Đó, là cho mọi người. Và thứ hai nữa là con này thì điện áp vào nó rất là cao. À, nói thật với các bác là thế, với con này nó chạy điện áp rất là lớn các bác nhá. À, nên là các bác sử dụng thì nó cũng rất là tuyệt vời thôi, không sao cả. Thì em giới thiệu sơ qua và sơ bộ của tất cả anh em nhà mình là con này nó mặt phay nhôm các bác nhá. Đây này, mặt phay nhôm này. Ok chưa? Đấy, công suất là sẽ có 4 kênh cho tất cả anh em. Một cục kênh này là các bác có thể đánh được một con súp đơn đấy. Ok chưa? Đấy, trong gia đình là các bác đánh được một cái con này các bác có thể đánh được một kênh, có nghĩa là anh em nếu mà chơi một cặp súp đơn 40 cộng một cặp loa full 30 là các bác chơi một con đẩy này là quá tuyệt vời rồi nhá. Đó, súp đơn 40. Bởi vì là gia đình thì chơi một cặp súp đơn 40 và một cặp loa full 30 là các bác chơi loại này thì quá là ok rồi. Đó, ok cho anh em. Và con này thì thực tế với các bác rằng là khi chúng ta chơi thì nó sẽ là sử dụng nó cũng rất là ok và tuyệt đối luôn đấy. Đấy, bởi vì là khi các bác sử dụng này, đây này các bác nhìn nhá. Tất cả tụ này đang còn đẹp 100% hết này. Đó đấy chưa? Tụ đang còn đẹp lung linh luôn. Dơ le này. Đó, dơ le quần cảm bo đuôi đủ các thứ này này, từ những cái miếng bên mạch này, từ những cái miếng nhôm này. Đó, nó lót những cái con gì ạ? À, nó lót những cái con đèn ở đây các bác có thể thấy này. Thì nó sẽ là như thế nào nhỉ? Rất là mới luôn. À, con này thì đang còn cực kỳ mới đây nhá. Đấy, nó cao cấp hơn những cái dòng B3 là nó sẽ không phải là con trở ở đây mà là một cái dơ le ở đây này. Con B3 nó sẽ có một con trở ở đây các bác nhá. Và con trở đó là rất nóng và nó mang lại cái gì ạ? À, nó sẽ rất dễ ảnh hưởng đến cái dòng bó đuôi này, nhưng mà con này thì không nhá, không hề luôn. Ok cho anh em. Và thứ hai nữa là cái dòng này ok cho anh em. Các bác sử dụng ở trong gia đình đó rất là tuyệt vời, vì sao? Công suất nó rất là vừa đủ đây. Đấy, rất là dễ dùng luôn, nhìn rất là đẹp các bác nhá. Rất là đẹp luôn này. Này anh em nhìn xem này, rất là dễ dùng, 4 cổng in vào, 4 cổng out ra này. Đó, được chưa? Này, bo bộ áp của nó rất là khủng khiếp luôn. Ok cho anh em. Và con này nó cũng là quạt cảm biến các bác nhá. Này anh em nào sử dụng thì các bác cứ sử dụng nóng lên nó sẽ chạy này. Anh em để xem này. Đấy, khi các bác bật lên nhá, bật lên này, nó sẽ chạy này. Đó, được chưa? Nhưng mà khi các bác đóng le xong là nó sẽ không chạy này. Đó. Nó sẽ khởi động như kiểu nguồn xung ạ. Đó, được chưa anh em? Đó, nó không chạy nữa nhá. Nhưng khi chúng ta mà đánh lâu, đánh mạnh, đấy thì cái quạt này nó sẽ hoạt động để nó làm tản nhiệt đi. Nó sẽ là làm cho cái con, có nghĩa là nó sẽ sử dụng cái quạt nó, các bác càng nóng thì cái quạt này nó sẽ càng mạnh các bác nhé. Mạnh để làm gì ạ? À, nó giải phóng tất cả những cái nhiệt ở trong đây. Đó, và khi máy nó càng mát thì như nào bác nhỉ? Cái máy mà càng mát thì nó hoạt động nó ổn định càng cao. Bác nên nhớ nhá. Đấy, không phải là nhiều khi anh em bảo là như nào ạ? À, nhiều anh em hỏi là Class H là đánh phải nóng như này kia, tất nhiên rằng là nó phải nóng các bác ạ, bởi vì mạch Class H thì nó là một trong những cái mạch sinh nhiệt, nhưng mà nó chỉ ở trong một mức độ cho phép thôi. Nóng quá linh kiện nó sẽ như nào bây nhỉ? Nó sẽ nóng lên, và đặc biệt với các bác là khi linh kiện nó nóng lên, nó quá nóng rồi thì như nào nhỉ? Cái mức độ công suất của nó sẽ không đạt được đâu. À, linh kiện nó quá nóng bởi vì nó làm việc công suất nó làm việc nó quá sức rồi thì nó quá là nóng luôn. Nó quá là nóng thì nó dẫn đến cái việc là không bao giờ đáp ứng đủ cái công suất đâu anh em nhé. Đấy, không bao giờ đáp ứng đủ công suất đâu mọi người ạ. Đấy, không cần phải nói nhiều nữa. Bây giờ thì em sẽ là test thử cái con đẩy này cho tất cả các bác này. Đây nhá anh em nhá. Đây này. Em đang để đây này. Đây thì em hoàn toàn là tất cả này. Đây nhá. Em nói với anh em nhà mình này. Tất cả những cái lần em test đẩy cho tất cả các bác, nếu như em bán cục đẩy được cho anh em thì đời M2 Audio luôn luôn bán trực tiếp cục đẩy cho các bác và test trực tiếp nhá. Đây này, từ cái cổng quang ra này đến đẩy và ra loa. Và chưa bao giờ và cũng không hề bao giờ có cái chuyện là em hay lắp một cái thiết bị nào để cho các bác như nào nhỉ? À, nhất là anh em có thể là bị nghe tiếng nó không đúng với cái chất lượng của cục đẩy. Thứ hai là làm tăng lên những cái gì ạ? Những cái hiệu ứng để cho cục đẩy nó đánh có thể tốt hơn, đúng không? Nhưng đây không nhá. Đó, em hay đánh không. Em hay nói không với những vấn đề đấy. Em hay test trực tiếp cho tất cả anh em nhà mình.
Đó, test trực tiếp luôn. Anh em chơi anh em cứ biết, anh em vào kênh em hai có những cái gì ạ? Những cái cục đẩy em hai bán rất chuẩn công suất, rất đét công suất. Còn em nói với các bác này, công suất mà tầm 1.000W một kênh 8 ohm ở 4 kênh nhá thì là giá nó rất là cao đấy, nó không phải là ấy đâu. Đó, anh em đi mua công suất này. Đầu tiên là chúng ta đi mua về phần công suất để chúng ta phải đánh được cái loa nhà mình. Đấy, nhiều bác em thấy là tư tưởng của các bác vẫn là đi mua sò. Em thực tế với các bác rằng là đi mua công suất hay mua sò thì em không biết được là các bác mua sò để làm gì, đúng không? Có những con đẩy mạch class AB lên đến 50 sò nhưng công suất nó cũng chỉ là gì ạ? 500W một kênh 8 ohm mà nó là đẩy 2 kênh nhá. Bởi vì là những cái dòng đấy nó sử dụng rất là nhiều những cái dòng sò gì ạ? Sò thúc, sò lái, rồi là những cái dòng sò để nó không phải để dành cho công suất. Các bác nhá, nó dành cho những cái phần nguồn, rồi là phần lái tiếng, rồi phần nói chung là rất là nhiều những cái mà các bác chuyên môn thì các bác không thể biết được. Đó, nhưng mà thực tế là nó làm một dải sò dài rất dài. Và anh em có thể là như nào nhỉ? Anh em lầm tưởng đấy là lò sò công suất nhưng không các bác ạ. 4-50 sò nhưng thực tế nó chỉ có độ khoảng 10 đến 15 sò công suất thôi. Anh em nhá. Nên là nhiều khi là các bác không biết cái chuyện đấy và anh em nhà mình đi mua thì sử dụng nó sẽ là rất là yếu. Và đặc biệt với các bác rằng là có thể là nó có thể bền nhưng mà em nói với các bác là cái tiếng của nó đánh nó không thể ra đẩy ra hết cái dòng loa nhà mình được. Đúng không ạ? Nhưng mà đối với dòng đấy này thì các bác có thể hoàn toàn là các bác nghe trực tiếp ở đây thì các bác đã thấy cái chất lượng của nó phải khác hoàn toàn rồi. Ok cho anh em, em nói thật với anh em là như thế. Nói với các bác là các bác nghe cái chất lượng âm thanh nó được khác hoàn toàn rồi. Đây nè. Đấy nha. Đây. Em mở lên có 50 này, thấy chưa? Đây. Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió, đời ngày thơ lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều, thấy ok chưa? À, đấy các bác nhá, thấy ok chưa? Chất lượng âm thanh ok chưa? À, ok anh em, chất lượng âm thanh các bác thấy như thế nào? À, các bác có thể comment trực tiếp đấy cho em hai audio. Thực tế với anh em rằng là bán hàng như thế này thì nó rất là yên tâm, rất là yên tâm các bác nhá, nó yên tâm về cái chất lượng cho tất cả các bác. Yên tâm về chất lượng, yên tâm về công suất, anh em về nhà chơi loa thoải mái mà. Anh em về nhà chơi loa vô tư luôn mà, có vấn đề gì đâu. Đúng không ạ? Em hai thì cũng như thế thôi, như bao người thôi, nhưng em hai cái chất hàng của em hai lúc nào nó sẽ khác các bác đây.
đất nhá. Đấy, một dòng đẩy 4 kênh quá tuyệt vời để chúng ta sử dụng trong gia đình nhà mình. Đó. Đối với những dòng đẩy mà anh em bây giờ đi mua mới một kênh 600 mã, một kênh 8 ôm hàng mới thì không bao giờ dưới 8 9 triệu, 10 triệu rồi. Đó. À, chất lượng nó là như thế. Và thì nói thật với các bác rằng là để đủ một cái công suất cho tất cả đây này, các bác đánh này. Đánh có bao giờ chạy quạt đâu, không phải chạy quạt đâu. Cái này nó đánh là 40, là 30, 40 thoải mái anh em nhé. Chất lượng vô tư luôn cho tất cả anh em. Ok chưa? Đấy, và con này cửa hàng bên em Hai Audio sẽ bán cho anh em với mức giá là bao nhiêu? À, sẽ bán cho anh em với mức giá là 5 triệu đồng nhá. Đấy, giá rất tốt, hỗ trợ cho tất cả các bác một gọi là chơi vô tư luôn. Đó, ok cho anh em. Con này đang là 4 kênh mà đang bán 800W là đang bán bao nhiêu ạ? Con này 7 triệu rưỡi đây các bác này. Nhá. Đấy, 4 kênh này. Đó, con này 4 kênh 600W, một kênh 8 ôm này anh em này. Đó, cái này thì nó cũng có vài con thôi, anh em nào mà đặt thì đặt nhanh nhá. Đấy, cửa hàng bên em sẽ là sắp xếp đóng và lên hàng cho tất cả các bác nhá. Đây ạ, số điện thoại đây. 0972345183 này. À, 0972345183 nhá. Đó, được cho anh em. Thì các bác cứ mua về chơi vô tư em hai, tất cả những cái gì em hai bảo hành cho tất cả các bác 100% hết, hàng đẹp, hàng zin, chơi loa 30 40 các bác chơi thoải mái nhá. Ok cho anh em. Cảm ơn tất cả các bác nhá. Em hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Chúc anh em nhà mình xem video của cửa hàng bên em Hai Audio vui vẻ nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin kính chào ạ. Nhớ đăng ký kênh này, ủng hộ cho cửa hàng bên em Hai một nốt like này. Đấy, những cái video của cửa hàng bên em Hai lên, các bác chịu khó như nào? À, các bác comment rồi là cho em Hai một cái lời nhận xét, nếu như sai sót những vấn đề gì, mọi người cứ nhận xét và em Hai sẽ có những cái đánh giá và em Hai sẽ là sẽ có chiều hướng tốt hơn để xây những cái kênh này cho nó ok và tuyệt vời hơn các bác nhá. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Xin kính chào các bác ạ.